Các bạn thân mến, xin mời các bạn nghe bài viết của nhà văn Nguyễn Trường về trang web Triệu Xuân Info, in báo Văn Nghệ số 47 ra ngày 21 tháng 11, 2020, số đặc biệt chào mừng Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10. Nhà văn Triệu Xuân dặn các con, nếu một ngày cha không còn nữa, các con cố gắng giữ lại trang web Triệu Xuân Info được dăm 10 năm bằng cách đóng tiền cho nhà mạng để người đọc khai thác hết những giá trị của nó. Tôi hy vọng độc giả và Hội Nhà văn Việt Nam có kế hoạch tiếp quản và phát triển một website chuyên về văn chương của Việt Nam được độc giả đón nhận trước khi chủ nhân đi vào cõi vĩnh hằng. Có một trang mạng ra mắt ngày 4 tháng 9 năm 2008 đến 11 giờ 20 ngày 11 tháng 11 năm 2020 đã có 34.311.530 lượt người truy cập. Điều kỳ diệu mà website này dành cho những người đọc yêu hoặc quan tâm đến văn chương. Trang mạng Triệu Xuân Info không câu khách bằng thời sự chính trị lề trái. Trang web chuyên nghiệp về văn học nghệ thuật đó là Triệu Xuân Info của nhà văn Triệu Xuân. Trang quản trị của Triệu Xuân Info cho biết tổng lượt truy cập trong 10 ngày hiện là 2.699.099. Trước khi nghỉ hưu tháng 10 năm 2012, nhà văn Triệu Xuân từng có hơn 12 năm làm giám đốc chi nhánh nhà xuất bản văn học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, ông phải quan tâm theo sát thị trường sách văn học, tâm lý người đọc, nhất là giới trẻ. Những năm đầu của thiên niên kỷ 21, người đọc gần như quay lưng lại với thơ, với sách văn học. Ông lo lắng vì những tập truyện ngắn, những cuốn tiểu thuyết hay in 1.000 cuốn bán hoài không hết trên một đất nước gần 90 triệu dân. Thống kê của ngành xuất bản, tỷ lệ bình quân người đọc chưa đến 0,3 cuốn sách. Văn hóa đọc đang xuống và có vẻ chưa đến tận đáy. Triệu Xuân viết nhiều bài báo về hiện tượng này với mong muốn chung tay đẩy niềm đam mê đọc sách văn học của người Việt. Ông nhận thấy, ngoài đối tượng các nhà văn chuyên nghiệp còn có những người đọc bình dân, họ cũng thích đọc sách văn học. Nhiều người tìm hiểu, nghiên cứu, họ làm nghề không liên quan đến khoa học xã hội nhưng rất quan tâm đến văn hóa, văn học, địa lý, chính trị. Xác định xu thế của thời đại là Internet, xác định đối tượng đọc. Ông có ý tưởng làm trang mạng văn học phục vụ các đối tượng nói trên với mong muốn kích hoạt lại văn hóa đọc sách văn học, khích lệ giới trẻ ham học văn bởi học văn là học làm người. Đồng thời qua website này, ông xây dựng kho tư liệu, thu thập vốn sống để sáng tác. Dần dần nó trở thành thư viện số hóa. Mặc dù có chọn lọc, vẫn đáp ứng nhiều sở thích của các độc giả khác nhau. Có thể tìm thấy những bài thơ hay nhất, nhiều người ưa thích nhất tại đây. Từ những bài thơ hay đời đường, bài thơ hay của một nhà thơ Âu Mỹ, hay bài thơ hay của phong trào thơ mới, đến những bài thơ hay của các nhà văn, nhà thơ trẻ hiện nay. Khi những người ham tìm tòi, khám phá, muốn hiểu kỹ về lĩnh vực mà họ không tìm được trên các phương tiện truyền thông chính thống, họ sẽ đọc ra được từ mục tư liệu sáng tác. Ví dụ, một chính trích dẫn sai của Nguyễn Vĩ chẳng hạn. Không phải nhà văn nào cũng chính xác mọi lúc mọi nơi, được trang Triệu Xuân Info chỉ ra trích dẫn sai từ đâu, tránh gây hậu quả về sau. Một bài thơ đường không phải của Tản Đà Dịch, nhưng nhiều năm lại mang tên ông, được Triệu Xuân Info nói cho rõ. Cách bố cục của trang web khoa học với các thư mục làm cho người xem dễ truy cập, dễ theo dõi và tăng tính hấp dẫn. Có 13 thư mục lớn: tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ, lý luận phê bình, điện ảnh, âm nhạc và hội họa, truyện dân gian Việt Nam và thế giới, tư liệu sáng tác, tác giả,
sách mới, tin tức, những bài báo và tab tìm kiếm. Độc giả vào thư mục tiểu thuyết được giới thiệu tiểu thuyết trong nước và ngoài nước cổ kim Đông Tây. Người đọc sẽ truy cập những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nước ngoài, nhiều cuốn tác giả đoạt giải Nobel văn chương từ những năm đầu thế kỷ trước đến gần đây. Thư mục cũng có những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trong nước, đoạt giải của Hội Nhà văn Việt Nam, những cuốn tiểu thuyết từng tạo sóng gió một thời. Tất nhiên, ở đây có nhiều cuốn tiểu thuyết của các tác giả trẻ mới xuất bản. Thư mục truyện ngắn có nhiều truyện ngắn hay trong nước lẫn ngoài nước. Những truyện ngắn nổi tiếng một thời, những truyện ngắn mới đoạt giải trong các cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn Nghệ, tạp chí Văn Nghệ Quân đội, Nhà văn và Tác phẩm. Những truyện ngắn của các tác giả nổi tiếng hàng cây đa cây đề đến các tác giả trẻ mới xuất hiện cũng được đăng tải. Thư mục lý luận phê bình gây được ấn tượng cho người xem vì được nhà văn cập nhật những bài lý luận hay trong nước, ngoài nước, có cả những bài tưởng đã cũ như bài bình về tập truyện ngắn Bóng Đè do Thụy Khuê viết từ Paris hồi tháng 5 năm 2006, được nhà văn Triệu Xuân đưa về ngày 19 tháng 10 năm 2020, vẫn còn tính hấp dẫn và nóng hổi giá trị học thuật. Cập nhật tính thời sự văn chương là thư mục những bài báo giúp bạn đọc có được lượng thông tin thời sự về tình hình văn học nghệ thuật từ trong ngoài nước. Đặc biệt công phu mà hiếm có trang web nào có được là thư mục tác giả. Nhà văn Triệu Xuân đã kỳ công sưu tầm các tác giả, danh nhân, chính khách, văn hóa, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật trong và ngoài nước. Trong mỗi tác giả đều có hình tiểu sử tác giả và tác phẩm để người đọc tiện tra cứu. Khi đọc tác phẩm, người đọc chỉ cần nhấn chuột vào tên tác giả ở đầu bài là hiển thị tiểu sử văn học cùng các tác phẩm. Mỗi một tác giả, dù chỉ có thêm một bài thơ vừa được công bố, cũng được cập nhật vào tiểu sử tác giả. Nhà văn Triệu Xuân cẩn trọng chăm chút từng lỗi chính tả, từng câu tựa đề. Thông tin đều có dẫn nguồn, chi tiết cả ngày xuất bản, giờ post lên web, bởi ông cho rằng trang web của mình phải minh bạch như nhà xuất bản, chính xác, có nguồn, tôn trọng bản quyền, tôn trọng người đọc. Có được trang mạng chất lượng như vậy, một phần do chủ nhân là nhà văn có kiến thức sâu rộng, chịu khó đọc, nghiên cứu, nắm bắt nhanh nhạy những thông tin về văn học nghệ thuật, văn hóa, xã hội, lịch sử, địa chính trị, trên nền tư duy khoa học, logic, phản biện và phân tích. Dù đăng tải các tác phẩm trong hay ngoài nước thì vẫn đau đáu ước nguyện soi sáng vào đời sống văn học nước nhà, đưa người đọc tiếp cận, truyền bá và góp phần bảo tồn văn học, văn hóa đọc qua mạng Internet. Ông có niềm đam mê văn chương cháy bỏng, muốn truyền sự đam mê này đến với mọi người. Hàng ngày nhà văn Triệu Xuân dành khoảng hơn 2 giờ chăm sóc cho trang web của mình, ngay cả khi ông bị bệnh hiểm nghèo, khối u phổi ác tính giai đoạn cuối, di căn xương làm ông đau nhức, triệu chứng kháng thuốc khiến những ngày gần đây ông không ăn uống được gì. Biết mình sắp phải từ giã cõi đời này, ngày 9 tháng 11 năm 2020, nhà văn đã đến trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục tự nguyện hiến thi hài cho khoa học. Bạn bè, bạn đọc, ai cũng cảm kích trước tấm lòng nghĩa cử của nhà văn Triệu Xuân. Vợ ông, bà Lê Hạnh, thấy chồng mình làm việc quá khuya, lúc khối u di căn đang gây đau đớn khủng khiếp, nhưng không nỡ ngăn cản. Rơm rớm nước mắt, bà nhắc chồng: "Anh ơi, cứ ngồi suốt ở đó, sức khỏe đang yếu, làm sao chịu thấu." Nhà văn ngẩng lên, cười hồn nhiên: "Em thông cảm cho đam mê của anh sẽ sống những ngày cuối đời thật chất lượng, đến khi ra đi sẽ được chết thanh thản cạnh bàn phím." Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 11 năm 2020, Nguyễn Trường. Tiếp theo mời các bạn nghe truyện ngắn
Khát vọng của nhà văn Triệu Xuân trên Triệu Xuân Info. Nhà tôi ở đầu hẻm, con hẻm tối và sâu hun hút như một nhánh địa đạo Củ Chi. Theo lời ba kể thì từ khi ông nội tôi định cư tại đây, nơi này còn là bãi đất hoang, cách nhà bưu điện trung tâm Sài Gòn chừng 10 phút xích lô. Đến đời ba, nhà cửa đã mọc lên, ken dày như tổ ong. Con hẻm ngày càng bị ép nhỏ lại và kéo dài ra tới tận dòng kênh đen ngòm. Tôi ở trong phòng riêng trên gác xép, có cửa sổ nhìn xuống hẻm, cửa lớn nhìn ra đại lộ. Chính ở vị trí này mà tôi thỏa sức ngắm nhìn người ta qua lại trên đường. Không biết từ bao giờ, cái thú nhìn ngắm mọi người trở thành niềm vui, niềm say mê của tôi, nó chiếm mất khá nhiều thì giờ của tôi. Chính là nhờ thói ham nhìn ngắm đó mà tôi hiểu được một cách sâu sắc nỗi khổ cực của bà con lao động trong hẻm. Mới 3-4 giờ sáng, hẻm đã thức dậy với những người lao động lam lũ rời khỏi tổ ấm đi kiếm sống bằng đủ nghề. Chiều về, hàng chục, hàng trăm gương mặt phờ phạc, hốc hác, xanh mét, áo quần nhếch nhác tiến vào hẻm. 50 hộ trong hẻm là 50 gia đình nghèo khó. Ngày nào tại đây cũng ầm ĩ tiếng cãi vã, chửi lộn và choảng nhau. Trẻ nít hầu hết thất học phải đi kiếm sống bằng đủ mọi cách, bán báo, đánh giày, giật giọng. Có gia đình, 4 mụn con gái thì cả 4 lần lượt đi bán chôn nuôi miệng. Ối nhà có người phạm pháp đang ở trong tù. Chỉ nhìn dáng đi của người trong hẻm cũng biết họ thuộc lớp dưới đáy xã hội. Vậy mà có một gia đình khác hẳn thế giới hẻm, đó là gia đình bé Thanh. Bà Thanh là thầy giáo, chết vì ung thư khi má Thanh đang mang bầu đứa thứ hai. Người vợ trẻ không đi bước nữa mà thờ chồng nuôi con. Nguồn sống của ba má con trông vào nồi bánh canh giò heo bán ở đầu hẻm sát chân tường nhà tôi. Tôi khoái ăn bánh canh nhà Thanh vì nước lèo rất thơm ngon, vị ngọt do xương hầm chứ không phải nêm đường hay bột ngọt. Rau giá rất sạch, tô muỗng rửa kỹ, tráng nước sôi sùng sục. Nhưng tôi mê ăn bánh canh nhà Thanh chính là do người bán. Má Thanh là một người đàn bà đẹp, phúc hậu, nụ cười lúc nào cũng như hé nở trên môi. Bên cạnh bà là Thanh, cô con gái đầu lòng, có phần xinh hơn bà, cao ráo, thon thả, tóc dài đen mướt, da trắng hồng, mắt phượng đen láy. Các nhà viết tiểu thuyết thường tả người đẹp với nhiều chữ nghĩa đầy mỹ từ, dựng lên biết bao mỹ nhân trong tưởng tượng. Nhưng với tôi, chỉ có em Thanh là đẹp nhất. Tôi thích em từ bao giờ không nhớ, nhưng tôi nhớ nhất cái bữa đang tập trung ôn thi vào đại học, má kêu bánh canh giò heo cho tôi ăn. Thanh vẫn thường mang tô bánh canh kèm theo 4 cái móng giò ăn thêm vô nhà cho tôi. Tôi rời phòng học ở gác xép xuống ăn tại bàn ăn. Hôm đó không hiểu sao má tôi lại bảo Thanh mang lên tận phòng riêng của tôi. Khi Thanh đến, má đã đi chợ rồi. Ba tôi thì luôn làm ca ba, không bao giờ về nhà trước 8 giờ sáng. Bữa đó, Thanh mặc bộ đồ bằng vải xoa nền trắng, có hoa văn là những trái tim nhỏ xíu, màu tím hoa cà. Từ thân hình mơn mởn non tơ ấy, tỏa ra hương thơm kỳ diệu của da thịt trinh nữ mà nhiều ngày, nhiều đêm, nhiều tháng, nhiều năm sau này tôi không thể nào quên được. Năm đó, Thanh mới học hết lớp 9, tuổi 15 hiếu học, chăm làm và ngoan hiền như Thanh trong cái thế giới hẻm dưới đáy này, quả là có một không có hai. Thanh học giỏi nhất lớp, Thắng, em trai của Thanh, khoe với tôi đủ điều. Đôi bàn tay thon thả trắng hồng của Thanh nhẹ nhàng đặt cái khay trắng men trắng tinh lên mặt bàn. Giọng Thanh dịu ngọt. Anh ăn cho nóng rồi hãy học tiếp. Bác Tư biểu anh nói với anh như vậy đó. Thanh nói và nhìn tôi, ánh mắt trong vắt, hồn nhiên, có sức cuốn hút, mê hồn. Tôi nhìn vô đáy mắt Thanh mà lòng xốn sang, chợt nhớ câu thơ của Nguyên Sa. Em không nói đã nghe từng giai điệu, em chưa nhìn
mà đã rộng trời xanh. Anh trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ diễn tuyệt. Thấy tôi ngó chân, má Thanh ửng đỏ, hai lúm đồng tiền, cũng như cặp môi chúm chím như rung rinh hé cười. Hàm răng trắng đều tăm tắp, và cái miệng cười như nửa vầng trăng kia càng làm cho gương mặt em hồng hào lên, sáng ngời lên. Cảm ơn em, tôi nói và quên cả việc mời em ngồi. Người tôi, tay tôi như run lên, tôi chưa kịp tĩnh trí lại thì em đã chào tôi rồi nhanh nhẹn bước xuống cầu thang. Cái eo của em thon nhỏ, dáng đi em thanh thoát như là có cánh nơi gót chân son. Xạ hương em dường như cứ ôm tỏa, quấn quýt lấy tôi. Thanh học giỏi nên tôi không thể mượn cớ giúp em làm toán hay làm văn để gần em. Tôi chỉ còn mỗi cách là sáng nào cũng ăn bánh canh giò heo. Đó là món khoái khẩu của tôi mà. Quả thực, cho mãi đến sau này, dù đi bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S của Tổ quốc mà tôi vô cùng yêu dấu, tôi cũng không tìm ra được địa chỉ nào bán bánh canh thơm ngon và thật như ở đây. Vị ngọt giả, hương thơm giả, màu sắc giả hầu như đang lộng hành trong văn hóa ẩm thực. Nhà Thanh nhỏ ở gần cuối con hẻm nhưng rất sạch và ngăn nắp. Trong thế giới dưới đáy, sự bẩn thỉu, thất học và chuyện lừa đảo được coi như chuyện bình thường, thì gia đình Thanh như một ốc đảo tỏa sáng về mọi mặt, nhất là về mặt phẩm hạnh con người. Nhà Thanh không khá giả gì, nhưng hầu như nhà nào trong hẻm cũng hơn một lần nhận được sự giúp đỡ của má Thanh theo kiểu lá lành đùm lá rách. Không ai khác mà chính má Thanh là người đã tổ chức dạy học lớp 1, lớp 2 cho 13 em nhỏ trong hẻm. Lớp học đêm diễn ra vào lúc nhà nào cũng cơm nước xong xuôi và kết thúc vào khoảng 9 giờ. Chưa hết, những đám cãi lộn, đánh lộn trong hẻm đều chỉ chịu bị dẹp êm khi má Thanh xuất hiện. Bà dùng mọi cách thuyết phục, hòa giải. Ba tôi không ít lần trầm ngâm. Người đẹp như tiên lại thánh thiện như vậy mà quá bụa, tội nghiệp. Thế mà, tai họa lại giáng xuống gia đình Thanh năm em bước sang tuổi 17 đang học lớp 12. Ban ngày trong hẻm chỉ giặt con nít ở nhà, người lớn lo đi bươn trải kiếm sống. Nhà bà Ba Tèo bán xăng nằm cách nhà Thanh hai nóc ra. Nhà Ba Tèo phát hỏa, 15 phút sau sở chữa lửa mới nhận được tin. Khi xe cứu hỏa chạy tới thì hỡi ôi, hẻm quá nhỏ, điểm cháy ở sâu quá, xe vô không lọt, vòi rồng không vươn tới. 20 căn hộ phía cuối hẻm bị thiêu rụi. Má Thanh mải lo cứu cặp trẻ sinh đôi nhà bà Đào, cháu ngoại bà Đào bị khóa trái cửa khi má chúng đi bán vé số. Đến khi cả cái gác lửng đổ sập xuống, má Thanh không thoát ra được. Khi người ta phát hiện cứu được bà ra thì bà bị bỏng nặng toàn thân rồi. Thanh và Thắng phải bỏ học. Tôi và cả ba má tôi rất nhiều lần thuyết phục hai chị em Thanh Thắng đến ở tạm nhà tôi, nhưng không được. Hai chị em gom những gì còn lại của căn nhà, dựng lên túp lều trên nền nhà cũ và ở trong ấy. Thanh thay má đi chợ nấu bánh canh, bán hàng để có tiền nuôi má trong nhà thương. 5 tháng sau, người mẹ đẹp như tiên và thánh thiện ấy qua đời. Hai chị em Thanh Thắng gầy nhom như que củi. Ba tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Nhiều lần ba má tôi đưa tiền để tôi dúi cho Thắng, nhưng Thanh đều bắt em trai mang trả. 1 năm sau, cả hai chị em đều tới trường. Thật phi thường. Gia cảnh như thế mà vẫn đi học, mắt vẫn nhìn thẳng, quần áo tươm tất, không một lời than vãn. Tôi vô cùng thán phục nội lực của Thanh. Tôi tốt nghiệp đại học, đi Tây Nguyên nhận công tác, thì nhận được tin vui, Thanh đã tốt nghiệp trung học phổ thông loại xuất sắc. Thắng được lên thẳng lớp 10. Mỗi năm tôi nghỉ phép được một lần, lương của một kỹ sư mới ra trường lại không chịu kiếm tiền bằng cách khuất tất, chủ
chỉ đủ sống một mình trên phố núi cao, phố núi đầy sương. Có hai người đẹp, cô con gái ông chủ xưởng cưa và cô em gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất Pleiku cũng đem lòng thương tôi. Họ tìm mọi cách chiều chuộng tôi, lôi kéo tôi. Họ yêu tôi, thật lòng muốn kết hôn với tôi. Thế mà lòng tôi dửng dưng. Tôi chỉ giữ mối quan hệ bạn bè tốt với họ. Trong tâm trí tôi, chỉ một người con gái mà tôi vô cùng thương yêu quý trọng là Thanh. Tôi ao ước được sống với em suốt đời. Một lần về phép, tôi được ba má cho tiền thay xe mới. Tôi lén ba má tặng cho Thắng để hai chị em sửa nhà hoặc để lo chuyện học hành. Thành đến nhà tôi, chân thành cảm ơn và kiên quyết gửi lại tôi số tiền đó. Trở lại phố núi, tôi quyết định viết thư tỏ tình với Thanh. Đó là lá thư tình đầu đời. Thật ra, thời sinh viên, tôi cũng đã biết thế nào là nụ hôn đầu đời, nhưng đó chưa phải là tình yêu. Tôi chưa phải tương tư ai như đã tương tư Thanh. Đáp lại thư của tôi, Thanh viết ngắn gọn. Em coi anh như một người anh, như một tấm gương để noi theo. Nhưng về tình yêu thì, anh ơi, em còn nhỏ và đang học đại học dở dang anh ạ. Em phải thực hiện được khát vọng là học xong đại học như anh. Xin anh đừng buồn em nha. Từ đó, Thanh không viết thư trả lời tôi nữa. Tôi cũng không nhận được tin tức gì của Thắng. Cơ quan tôi có chuyện thối. Những kẻ có chức có quyền đã xâm phạm thô bạo quyền lợi chính đáng của đồng bào Tây Nguyên, bán đứng tài nguyên rừng của đất nước để mưu lợi riêng. Tôi là một trong những người vạch mặt chúng. Thế là tôi bị khép đủ thứ tội rồi bị buộc thôi việc. Tôi buồn vì đường công danh mình mới lâm vô mà đứt gánh thì ít, nhưng buồn nhiều vì tham nhũng đã thành quốc nạn, ngày càng lộng hành. Bao giờ bọn tham nhũng, bọn mafia mới bị phơi mặt trước tòa án? Tất cả những chuyện đó rồi cũng qua đi, nhưng điều làm tôi không thiết sống nữa là chuyện Thanh đi làm thư ký cho một tay chủ người nước ngoài. Má báo cho tôi hay tin này. Tôi không tin vào tai mình khi nghe má nói, giống hệt hồi trước 75 khi các cô gái Sài Gòn đi làm ở sở Mỹ đó con. Thôi con ạ, cái số con nó vậy, đeo đuổi làm chi cho phí thời giờ. Nó không xứng với con. Mấy bà bán dưa lê trong hẻm được dịp gièm pha. Chèng đét ơi, tưởng con nhà gia giáo, ai dè cũng chỉ là thứ me Tây me Mỹ không à. Dù ghen tức sục sôi trong người, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo đi điều tra nhằm rõ thực hư. Quả có vậy, đó là một công ty lớn của ngoại quốc mở văn phòng đại diện tại Sài Gòn. Không biết vì lẽ gì mà cả hai chị em Thanh Thắng đều dọn đến ở trong ngôi biệt thự mà công ty ấy thuê làm trụ sở văn phòng. Ông chủ là một thanh niên cỡ tuổi tôi, rất bô trai, đi xe Toyota Crown, loại xe xịn nhất hãng. Rất nhiều lần tôi và các thám tử bạn tôi nghía ở phía trước cổng biệt thự. Anh chàng chủ trẻ ấy tự lái xe, Thanh ngồi ghế bên cạnh, tay cầm kẹp tài liệu màu xanh nước biển. Họ nói với nhau díu ra díu rít như đôi tình nhân. Tôi tìm đến trường của Thắng, không gặp. Một người trả lời, em Thắng chuyển trường rồi. Tôi hỏi trường nào, người đó đáp, không biết. Tôi nằm nhà ăn bám cha mẹ được nửa năm, chán kinh khủng. Trong nửa năm ấy, vì ghen tức, vì tự ái, tôi đã ngu muội tới mức không tìm cách điện thoại hoặc trực tiếp bấm chuông vô biệt thự tìm Thanh. Thư cũng không viết. Tệ hơn, tôi đã theo bạn bè đi ăn chơi xả láng. Một lần từ vũ trường Thượng Đế về, lúc đó đã 12 giờ đêm rồi, tôi dừng xe mua thuốc lá. Sau ngày mất việc, tôi hút thuốc lá dữ lắm, mỗi ngày đốt một gói. Một tủ thuốc lá ở trước một căn nhà có cửa sắt lớn màu xanh. Tôi vừa trả tiền xong thì cửa sắt mở ra, một đoạn đối thoại bằng tiếng Anh của hai người nam nữ vang lên. Thật không thể tưởng tượng, ông chủ trẻ đang say đắm nhìn Thanh, nói những lời có cánh tiễn Thanh. Họ say sưa trò chuyện,
Thanh mặc áo dài Hoàng Yến đi xe Dream 2. Nàng nói tiếng Anh chuẩn tới mức tôi không ngờ. Nàng không nhận ra tôi chưa kịp phản ứng là gọi Thanh để hỏi cho ra chuyện thì chiếc Dream 2 đã lao đi rồi. Đêm đó tôi đốt hết gói thuốc và tự hành hạ mình. Sớm hôm sau tôi lại đến trước căn nhà có cửa sơn xanh đó mua thuốc. Cô gái bán thuốc lá cho tôi hay, người thuê nhà là giám đốc văn phòng đại diện của một hãng lớn ở châu Âu. Tôi hỏi về cô gái mặc áo dài đêm qua, cô bán thuốc lá nhìn tôi tủm tỉm cười. Trời cũng không nhớ hết, biết bao cô gái đẹp như hoa hậu bước vô căn nhà đó rồi. Thế là hết, hết sạch trơn. Khi đã trượt tới tột cùng nỗi đau, thì tôi tỉnh táo lạ thường. Đọc báo, tôi biết Tổng Công ty Công nghiệp Giấy đang tuyển kỹ sư. Tôi trở thành một trong 10 kỹ sư đầu tiên lên rừng trồng bạch đàn. Nắng lửa, mưa dầu, mùa mưa sốt rét, mùa khô thiếu nước ngọt, bụi đỏ mù trời, khai hoang, làm đất, làm đường giao thông, làm vườn ươm cây non. Trồng cây, tưới tắm, chăm sóc, chống cháy vào mùa khô. Vất vả quá trời. Nhưng sau những nỗi đau tôi đã gánh chịu thì những vất vả ở rừng bạch đàn chả thấm tháp là bao. Ba tôi là người thợ ham sáng tạo. Tôi kế thừa đức cha nên lao vào công việc với niềm đam mê kỳ lạ, say mê bạch đàn. Đó vừa là say mê nghề nghiệp nhưng cũng còn là cách để khuây đi nỗi đau niềm nhớ tiếc về Thanh. Ngày lại ngày, đêm tiếp đêm, trước mặt tôi là miền rừng hoang ngút ngàn cỏ Mỹ, là sự thách thức. Chúng tôi đang xóa cỏ độc để phủ xanh rừng hoang. 1.000 rồi 5.000 hecta rừng hoang đã trở thành rừng bạch đàn xanh tốt. Chúng tôi gọi đó là vàng xanh của công ty. Từ chỗ chỉ trồng bạch đàn, chúng tôi trồng giá tị, dầu rái, bằng lăng, gõ và cẩm lai. Đó là những loại gỗ quý mà mấy chục năm mới được khai thác, cho nên thỏa sức trồng sen bạch đàn, các loại cây nguyên liệu giấy, đặc biệt là cây họ đậu. Nghề của tôi mà. 3 năm trôi qua, tôi phụ trách một đơn vị cai quản 2.000 hecta rừng bạch đàn 3 tuổi và 3.000 hecta rừng non gỗ quý. Bạch đàn phải 5-6 năm mới đủ tuổi thu hoạch, nhưng rừng bạch đàn của tôi mới 3 năm đã có đường kính xấp xỉ tiêu chuẩn xuất khẩu rồi. Chỉ 1 năm nữa là chúng tôi thu hoạch. Tôi được trang bị chiếc Toyota Land Cruiser 2 cầu, tôi tự lái xe, tất nhiên. Thế nhưng tôi ít khi về thành phố vì quá lo công việc. Mùa khô mà sơ sảnh không lo phòng chống cháy thì trắng tay. Qua đi một cái Tết nữa, tôi chỉ ăn Tết với ba má ngày mùng 1 rồi lại lên rừng. Vui thú gì mà ở thành phố cho thêm nát lòng. Sáng mùng 2 tôi lái xe lên rừng, lên với những người trồng rừng thân thiết, với những cây bạch đàn, niềm tự hào của một kỹ sư lâm nghiệp như tôi. Cậu Toàn, một đội trưởng giỏi của tôi nói, tờ đô la đã ló lên ở từng gốc bạch đàn rồi giám đốc à. Chúng tôi có quyền tự hào lắm lắm. Tôi vừa mở cửa xe chưa kịp nhảy xuống thì Toàn từ trong nhà lao ra. Thưa sếp, có người đẹp từ trên trời rơi xuống đến chúc Tết sếp. Tôi bàng hoàng. Tại sao y hệt những lần trước, cứ mỗi lần gặp em tôi bàng hoàng mãi mới trấn tĩnh được nhỉ? Trước mắt tôi là em. Trong đời tôi không thấy ai mặc áo dài đẹp như em. Sáng xuân này, em mặc áo dài màu xanh của bạch đàn, cái màu giản dị vô cùng, nhưng sao khiến tôi run bắn lên thế này? Tôi chợt tỉnh ra, em đâu còn là của tôi nữa, em tới đây làm chi? Em đã làm nát nửa trái tim tôi chưa đủ sao? Tôi chưa kịp phản ứng, chưa kịp chào hay nói lời chúc đầu năm mới, dù chỉ là xã giao, thì em lên tiếng. Anh có nhận ra em không? Anh giận em lắm phải không? Thanh nói sao, tôi có quyền gì mà giận Thanh? Anh, hãy tha thứ cho em, vì em quyết tâm thực hiện ước mơ khát vọng của mình nên em đã không thường xuyên liên lạc với anh. Vậy sao? Khát vọng chi vậy? Chẳng lẽ The Dream 2 và một ông chủ ngoại quốc là khát vọng của Thanh? Anh vừa nói gì vậy? À không, xin lỗi,
tôi phải đi chúc Tết gia đình anh em công nhân. Như một người mất lịch sự nhất, vô học nhất, thô lỗ nhất, tôi quay gót bỏ đi, lòng tràn ngập hận thù. Sau khi chúc Tết ở khu nhà công nhân, tôi vô Ủy ban Nhân dân xã. Hết nhà này qua nhà khác, khi tôi về tới văn phòng đã 10 giờ đêm, người nồng nặc mùi rượu. Đón tôi ở cửa không ai khác mà chính là Thanh. Tôi mở cửa xe bước xuống, gặp cơn gió rừng lạnh ngắt, rùng mình. Tôi nôn thốc nôn tháo ngay trước mặt Thanh. Thanh dìu tôi vô nhà lấy khăn nóng rửa mặt cho tôi. Khi tỉnh dậy, 3 giờ sáng rồi, Thanh vẫn ngồi trên chiếc ghế kế giường tôi. Thấy tôi mở mắt, Thanh cúi xuống. Anh uống ly chanh nóng cho khỏe nào. Cô đi đi, xin đừng làm phiền tôi. Trời đất, anh không tha thứ cho em sao? Em đã nói rồi, chỉ vì lo học cho đến nơi đến chốn, nếu em nhận lời cầu hôn của anh từ hồi đó, thì làm sao học? Cô im ngay cho, nói chuyện đó làm chi? Cô giễu tôi à? Anh! Thanh nắm lấy tay tôi. Tôi hất mạnh ra khiến Thanh mất đà té xuống sàn nhà. Tôi thấy nhói lên trong lòng, nhìn Thanh bước ra ngoài. 9 giờ sáng hôm sau tôi mới tỉnh hẳn. Tôi qua phòng khách thì Thanh đã đi rồi. Trên bàn là mấy chữ Thanh để lại. Anh, em không ngờ anh lại đón tiếp em như thế. Em nhầm, cứ tưởng những lời tỏ tình năm xưa là đúng, nào ngờ. Dù sao em cũng tin rằng nếu thực sự yêu em, anh sẽ hiểu em. Em chưa làm gì có lỗi với anh. Đừng nghĩ rằng cứ đi làm thư ký cho các ông chủ người ngoại quốc là đồ bỏ đi cả. Em đã thực hiện được mơ ước khát vọng của mình nhờ thời gian đi làm thêm đó. Nếu còn nhớ đến cô bé bán bánh canh thì phone cho em. Em, Thanh. Đọc đi đọc lại mấy dòng của em đến thuộc lòng. Tôi nhìn tấm danh thiếp của Thanh. Dưới dòng chữ ghi họ tên là Computer Programmer, lập trình viên computer. Địa chỉ cơ quan và số điện thoại tưởng đâu xa lạ chính là tổng công ty của tôi. Tôi phóng xe như bay về Sài Gòn. Tôi đến tổng công ty, không có Thanh ở đó. Về tới nhà thì Thắng đang ở nhà tôi. Anh em gặp nhau mừng hết lớn. Tôi hỏi dồn dập. Thắng kể, trời thương chúng em cho chị Thanh gặp được người nước ngoài đàng hoàng, tốt bụng. Anh ấy nhận chị Thanh làm thư ký bán thời gian, đi học đại học nửa ngày, làm việc nửa ngày. Đêm, anh ấy giúp chị Thanh học chương trình computer qua tài liệu và giáo trình đại học từ xa của Hoa Kỳ. Khi biết chị Thanh còn có em trai, anh ấy nhận em làm bảo vệ và cho ở luôn tại ngôi biệt thự mướn làm văn phòng. Nhờ vậy mà chúng em được ăn học tới nơi tới bến. Anh ấy khen chị Thanh giỏi, thông minh, đã giúp anh ấy rất nhiều việc. Anh đối xử với chị Thanh vô cùng lịch sự, nâng niu, trân trọng. Chờ đến khi chị em tốt nghiệp đại học, anh ấy mộng ngỏ lời xin cưới. Chị từ chối. Em hỏi tại sao? Chị nói, bộ Thắng quên anh hai rồi sao? Anh hai nào? Anh hai con bác Tư đầu hẻm đó. Tại sao suốt mấy năm liền chị không cho em liên lạc với anh hai? Chị rất thương anh ấy cho nên quyết học thành tài để xứng với anh. Lúc đó gặp cũng chưa muộn. Tôi có ngọc trong tay mà không biết. Ôi, viên ngọc tuyệt vời mà tôi khát vọng bấy lâu nay. Thành tốt nghiệp đại học, được tay giám đốc nước ngoài hứa đưa về bên ấy học master nếu bằng lòng làm vợ ông ấy. Thanh từ chối và xin về công tác tại trung tâm tin học của tổng công ty tôi. Đó là vì tôi. Vậy mà tôi đã cư xử thô bạo, vô văn hóa với Thanh hôm qua. Thanh đã biết cách thực hiện khát vọng của mình. Còn tôi cũng nhiều khát vọng, nhưng chỉ biết há miệng chờ sung. Anh tệ quá, Thanh ơi, Thanh của anh. Tôi lao đi tìm Thanh. Bây giờ tôi quyết thực hiện khát vọng của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Khát vọng của nhà văn Triệu Xuân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.